Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, trong so sánh á, thì mình có tính từ nè, trạng từ với danh từ đúng không? Và đặc biệt á, có một số cái tính từ á, các bạn thấy nó rất là lạ ha. Ủa cô ơi, con đang sử dụng từ này mà sao so sánh hơn từ kia, so sánh nhất lại từ khác nữa cô. Vậy thì bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn là gì? So sánh với một số cái tính từ bất quy tắc. Ok, rồi cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay nha. Rồi, nội dung bài học của hôm nay thì mình bao gồm hai phần. Phần thứ nhất đó là định nghĩa của tính từ bất quy tắc. Phần thứ hai là so sánh của những cái tính từ bất quy tắc. Rồi, cô mời các bạn đi đến phần 1 La Mã. Là định nghĩa của những tính từ bất quy tắc. Ok. Rồi, những cái tính từ á mà nó là bất quy tắc các bạn thì chúng sẽ sao? Không theo những cái dạng của tính từ so sánh, của cái dạng so sánh hơn hoặc là so sánh nhất mà mình đã được học rồi ha. Và nó đi theo một cái dạng khác, là một cái dạng mà nó khác hoàn toàn luôn. Khi mà chúng ta sử dụng so sánh hơn nè, so sánh nhất là một cái dạng khác luôn. Rồi, ví dụ nè. Cô có chữ gì? Tính từ của có là gì? Good đúng không? Nhưng mà so sánh hơn của good á thì nó thành một cái chữ khác luôn rồi các bạn. Đó là gì? Better, được chưa nào? Và so sánh nhất không giống luôn, không giống tính từ, không giống so sánh hơn luôn. So sánh nhất là the best. Đó, vậy thì các bạn hiểu nó tại sao nó bất quy tắc chưa? Giờ bởi vì nó không có giống nhau nên là mình bắt buộc phải học thuộc nha. Ok, rồi. Rồi, qua phần thứ hai. Cô có so sánh với những cái tính từ bất quy tắc này, được chưa? Thì mình sẽ có những cái tính từ bất quy tắc mà chúng ta sẽ sử dụng. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Ok. Rồi, đầu tiên là cô có chữ good ha. Cái dạng bình thường của nó, tính từ là chữ good nè, trạng từ là chữ well, đúng không? Rồi, trong so sánh hơn thì mình sẽ có chữ gì? Better nha. Rồi, trong so sánh nhất thì mình sẽ là the best, good, well, better, the best. Rồi, các bạn nhìn câu ví dụ nè. Anna's cake is better than mine. Anna's cake is better than mine. Bánh kem của em á thì ngon hơn cái bánh kem của tôi làm luôn. Ok. Rồi, qua the best so sánh nhất nè các bạn. Lily's cake is the best. Lily's cake is the best. Cái bánh kem của bạn Lily này là bánh kem gì? Ngon nhất luôn. Ok. Rồi, tiếp theo. Cô có chữ bad đúng không? Rồi, tính từ mình có bad. So sánh hơn thì mình sẽ sử dụng là worse. Worse, được chưa? Và so sánh nhất là the worst. The worst. Rồi, có là gì? Bad, worse và the worst. Ok, rồi nhìn câu ví dụ nha. This movie is worse than that movie. This movie is worse than that movie. Cái bộ phim này á thì nó làm sao? Nó dở hơn là cái bộ phim kia, được chưa? Rồi, so sánh nhất các bạn ha. This movie is the worst. This movie is the worst. Cái bộ phim này á, nó dở nhất luôn á. Xem mà tôi thấy nó dở nhất luôn đó trời. Đó, rồi, vậy thì mình có bad, worst và the worst. Rồi, cô mời các bạn đi đến tính từ for ha. Mình có tính từ for. So sánh hơn là father. Father ha. Rồi, so sánh nhất mình có the farthest. The farthest. Rồi, về father thì mình mang nghĩa là cái khoảng cách. Khoảng cách các bạn ha. Rồi, các bạn nhìn giùm cô câu ví dụ nè. Your school is farther than mine. Your school is farther than mine ha. Trường của bạn thì xa hơn trường của tôi. Ok. Rồi, so sánh nhất các bạn nhìn câu ví dụ nè. Your school is the farthest. Your school is the farthest. Trường của bạn thì xa nhất. Ok, rồi, tiếp theo nhé. Rồi, cũng là chữ for này luôn. Nhưng mà nó
cái dạng so sánh hơn của nó là một cái chữ khác ha. For tính từ. Rồi so sánh hơn thì các bạn có thể dùng chữ further. À, và so sánh nhất các bạn có thể dùng là the furthest. Ok. Rồi, về cái further á thì mình sẽ có khoảng cách là nhiều hơn về mặt kiến thức gì đó ha. Rồi các bạn hãy nhìn giùm cô câu ví dụ nè. Please do not hesitate to ask me if you want to have any further information. Please do not hesitate to ask me if you want to have any further information. Okay? Rồi, any more information. Đó, là nó cùng nghĩa ha. Tức là mình muốn có thêm nhiều thông tin. Thì câu này các bạn hiểu cái nghĩa nè. Xin đừng ngần ngại hỏi tôi nếu mà bạn muốn hỏi thêm thông tin gì đó, đúng không? Thì người ta có thể dùng chữ further ở đây. Ok. Rồi các bạn nhìn giùm cô ví dụ bên so sánh nhất nha. I need your furthest help. Ok. Rồi, tôi cần sự giúp đỡ nhiều nhất của bạn ha. Tôi cần sự giúp đỡ nhiều nhất hoặc là nhiệt tình nhất từ bạn. Ok. Rồi. Tính từ tiếp theo mình có đó chính là tính từ owed ha. Mình có tính từ owed. So sánh hơn thì mình sẽ dùng là older ha. So sánh nhất thì mình có the oldest. Rồi các bạn ơi, cái chữ older ở đây á thì nó sẽ mang nghĩa về gì? Về cái độ tuổi các bạn ha. Rồi các bạn nhìn câu ví dụ giúp cô nè. Tom looks older than he really is. Tom looks older than he really is. Bạn Tom á thì trông lớn hơn tuổi của anh ấy. Trong cái ngoại hình á thì có vẻ là già dặn hơn cái độ tuổi. Ok. Rồi, các bạn nhìn qua câu ví dụ của so sánh nhất nha. The brown bag is the oldest one. The brown bag is the oldest one. Cái túi màu nâu á thì là cái túi cũ nhất, được chưa nè. Rồi. Tiếp theo cô vẫn sẽ giới thiệu cho các bạn tính từ old, nhưng mà ở đây á so sánh hơn của tính từ old nó là elder ha. Elder, được chưa? Và so sánh nhất là the eldest. Ok. Rồi, elder ở đây các bạn hiểu nghĩa giùm cô là gì? Những thành viên trong gia đình. Ok. Rồi, câu ví dụ cô có. My elder brother is an English teacher. My elder brother is an English teacher. Anh trai của tôi á là một giáo viên tiếng Anh, được chưa? Anh trai của tôi, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nhìn sang câu ví dụ của so sánh nhất nha. Rồi, I am the eldest sister in my family. I am the eldest sister in my family. Ok, tôi là chị cả trong gia đình, được chưa? Rồi. Các bạn ơi, cái tính từ hồi nãy cũng là cái tính từ bất quy tắc mà cô muốn giới thiệu cho các bạn. Còn bây giờ thì bài học đến đây đã kết thúc rồi. Cô rất là cảm ơn sự cố gắng, sự nỗ lực của các bạn nha. Các bạn ơi, trong quá trình học á, mình có những cái thắc mắc thì đừng ngần ngại liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin trên màn hình này nha. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.